Nắng nóng lại là cái cớ cho chiếc xe đạp chở tàu phớ của bà Thơm đi dọc đường phố. Trời càng nắng, càng nóng thì bà lại càng bán được nhiều hàng hơn. Mùa hè dù có nắng nóng nhưng mà bán được hàng thì cũng thấy là cuộc sống nó có tiền, có niềm vui. Cũng giống như bà Thơm, nắng nóng là cơ hội để nhiều người lao động khác cảm thấy vui vẻ hơn với thu nhập của mình. Với người dân ở làng nghề sản xuất bún khô, miến rong ở xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, nắng nóng không chỉ giúp họ gia tăng thu nhập mà còn giúp thêm chất lượng của sản phẩm càng được nâng cao. Đặc thù của cái sản phẩm trong quá trình sản xuất mì miến thì nó đòi hỏi phụ thuộc thời tiết. Thì nếu như thời tiết mà nắng càng đẹp thì sản phẩm phơi càng ngon. Công sức bỏ ra thì rất vất vả, nhưng ngược lại thì cái sản phẩm chất lượng nó đảm bảo và đưa đến người tiêu dùng, được người tiêu dùng chấp nhận và tin dùng, thì đấy là cái niềm vui. Nắng nóng đúng là vất vả hơn, mệt mỏi hơn, nhưng lại giúp cho nhiều người lao động có thêm nguồn thu nhập, có thêm các sản phẩm đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng. Đó chính là động lực để họ tiếp tục cố gắng, gạt đi những giọt mồ hôi, bù đắp cho những vất vả của mình, khi thời tiết mùa hè còn kéo dài vài tháng nữa.